Mới đây, siêu mẫu Miranda Kerr chia sẻ trên Instagram bức ảnh ghi lại khoảnh khắc cô và ông xã đang khiêu vũ trong vườn. Siêu mẫu thổ lộ, hôm nay là ngày kỷ niệm 4 năm kết hôn với tình yêu của đời tôi và người bạn nhảy yêu thích của tôi. Miranda cũng đăng lại bức ảnh cưới, ở đó cô và Ivan Spiegel trao nhau nụ hôn ngọt ngào dưới vòng hoa hồng trong khu vườn thơ mộng. Miranda và Ivan đã tổ chức lễ cưới vào ngày 27 tháng 5 năm 2017 tại biệt thự của họ ở Los Angeles sau hơn 2 năm hẹn hò. Sau 4 năm, hạnh phúc của vợ chồng Miranda đã nhân đôi với hai cậu con trai kháu khỉnh lần lượt chào đời. Tháng 5 năm 2018, Miranda sinh bé Hart Spiegel và đến tháng 10 năm 2019, gia đình cô tiếp tục chào đón bé Miley Spiegel. Từ khi kết hôn với Ivan, cựu thiên thần nội y rời bỏ sàn cát quýt và công việc người mẫu nay đây mai đó để có thời gian chăm sóc tổ ấm. Cô rất yêu công việc làm mẹ và làm một người nội trợ đảm đang. Ngoài hai con trai nhỏ với Ivan Spiegel, Miranda còn có con trai riêng Flynn 10 tuổi với chồng cũ, tài tử Orlando Bloom. Tuy ở nhà chăm con nhưng Miranda vẫn không ngừng làm việc và phấn đấu. Nữ siêu mẫu tự lực kinh doanh và theo đuổi những đam mê riêng. Cô hiện tập trung phát triển thương hiệu mỹ phẩm hữu cơ Cora Organic gây dựng từ năm 2009. Từ năm 2019, người đẹp thử sức thêm ở lĩnh vực mới là thiết kế nội thất. Cô có dòng nội thất riêng mang tên Miranda Kerr Home với những sản phẩm tinh tế trang nhã trong phòng khách và phòng ngủ như tủ, kệ, bàn ghế. Trong cuộc phỏng vấn năm ngoái với tạp chí WSG, Miranda và ông xã tiết lộ rằng họ có nhiều khác biệt trong quan điểm sống và tính cách nhưng rất hòa hợp với nhau. Ivan Spiegel là một người nguyên tắc đúng giờ và mê đồ ăn vặt, trong khi Miranda lãng mạn hay trễ giờ và thích đồ hữu cơ lành mạnh. Anh ấy thường đi thẳng đến máy pha cà phê, còn tôi tới góc pha nước chanh. Miranda cười thổ lộ. Tuy nhiên, cả hai đều là những người của gia đình, thích ăn tối ở nhà và dành thời gian bên nhau. Tỷ phú 9X thú nhận anh rất mê những món ăn Miranda nấu và khen cô là một đầu bếp tuyệt vời. Năm ngoái, khi phải cách ly ở nhà vì đại dịch, trong khi nhiều vợ chồng lục đục, Miranda và ông xã lại càng gắn bó thắm thiết hơn. Người sáng lập ứng dụng Snapchat cho biết anh phải chuyển văn phòng về nhà làm việc thay vì đến công ty từ 5 giờ 30 sáng như thông lệ và bay khắp thế giới để giải quyết công việc. Những bữa ăn ngon mà Miranda đưa tới tận bàn làm việc cũng như sự chăm sóc ngọt ngào của cô trong biệt thự xinh xắn với những cây mộc lan thơm ngào ngạt khiến Ivan thậm chí còn không muốn rời nhà nữa. Tôi đã bảo nhóm của tôi rằng tôi sẽ không quay lại đó nữa đâu, Spiegel nói đùa. Điều vô cùng sâu sắc với tôi là giờ đây tôi đã thực sự trở thành một phần của gia đình mình. Trong khi Miranda hạnh phúc bên chồng tỷ phú thì Orlando Bloom cũng vừa có con gái đầu lòng với ca sĩ Katy Perry. Đặc biệt Miranda và Katy có mối quan hệ cực kỳ thân thiết. Cách đây không lâu cả hai còn livestream trò chuyện về cách chăm sóc da, mối quan hệ thân thiết của họ cùng tình yêu dành cho các con. Trong gia đình hiện đại của chúng tôi, cô ấy là người có ý thức về sức khỏe nhất. Katy Perry tâm sự với khán giả về Miranda. Hai người đẹp vốn luôn coi nhau là người thân một nhà và thường miêu tả mối quan hệ giữa họ là một gia đình hiện đại. Katy cười tiết lộ, một trong những điều tuyệt nhất khi thân với Miranda là tôi được dùng thử tất cả những sản phẩm của cô ấy. Đặc biệt con trai Flynn của cô ấy mang về nhà một ba lô đầy những món mỹ phẩm đó. Bé Flynn còn luôn mang đến những kiến thức tuyệt vời về việc chăm sóc da và thực phẩm tốt cho sức khỏe. Flynn 10 tuổi là con trai của Miranda Kerr với Orlando Bloom. Hiện tại cậu bé chia thời gian ở hai nhà, nhà mẹ cùng bố dưỡng Ivan Spiegel và nhà bố với mẹ kế Katy Perry. Trong buổi livestream, Miranda và Katy cũng thảo luận về vai trò làm mẹ cũng như tình yêu vô điều kiện dành cho các con. Bọn trẻ luôn là tình yêu lớn nhất của tôi, điều tuyệt nhất trên thế gian này là được làm mẹ, Miranda tâm sự. Katy liền đồng tình, đó là công việc tuyệt vời nhất và mãn nguyện nhất, không gì sánh được với những cảm giác khi có con. Nó giống như tất cả tình yêu mà tôi tìm kiếm trong đời giờ đã xuất hiện. Nữ giám khảo American Idol nhận định rằng tình cảm dành cho con là thứ tình yêu thiêng liêng, vô điều kiện và bất biến. Cuộc trò chuyện ủng hộ nâng đỡ nhau của hai người đẹp được hàng nghìn fan thả tim. Mọi người đều ngưỡng mộ tình cảm và sự gắn bó hiếm có khó tìm của vợ cũ và vợ mới Orlando Bloom. Trong cuộc phỏng vấn cuối năm ngoái với Drew Barrymore, Miranda Kerr cũng bày tỏ tình cảm dành cho Katy Perry. Tôi rất quý mến Katy Perry. Tôi thực sự mừng cho anh Orlando vì đã tìm được một người khiến trái tim anh ấy ngập tràn hạnh phúc. Bởi sau cùng, Beth Flynn sẽ có một người bố hạnh phúc và một người mẹ hạnh phúc. Đó là điều quan trọng nhất.